đập cái điện lên kia kìa. Ở trên đó, ở dưới thì lên mình không thấy sợ, mà ở trên mình cũng thấy sợ không. Để chút nữa lại đây chụp cho bác cậu luôn.
hình như mình để dưới này nhiều quá cái nó không thoát hơi lên được nè. Để bít quá. Thang ít hay gì. Không kệ cái ấy. Hở cho nó hở hở ra anh tí. Em ra ngoài kia. Hả? Sương Mai nó đang nó mất gì vai rồi, thi review rồi. Hơi hơi ra ngoài là quay lại đây nè, quay ngược qua người lại đây chụp hình. Đi ra cái bãi bãi nào nhờ cạn cạn á, người cho nó xuống nó tập bơi. Quay ngược lại đây. Rồi bơi dài dài đi kìa. Chín luôn trời, thịt thì chín không sao thấy nó tươi vậy. Test thử chín không đi. Đằng xa đó các bạn đang bơi dạo trên mặt nước để tạo kiểu chụp hình. Bên phía bờ hồ các bạn đang dựng lều câu cá cắm trại. Video đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.